Đã bao nhiêu lần bạn thấy một bài báo có tựa đề như 5 bước đơn giản giúp bạn thư giãn, 8 điều người khởi nghiệp cần biết, những phương pháp luyện tập của Ronaldo hay những bài học rút ra từ cuộc đời của Elon Musk hay chưa? Hẳn là bạn đã thấy rồi. Những cái tiêu đề hấp dẫn như vậy chính là cách kích thích người xem truy cập vào link ngay lập tức. Và trong cái thời đại mì ăn liền này, con đường nào được cho là càng ngắn dẫn đến được thành công thì càng nhiều người đi trên con đường ấy. Vậy đúng hay sai, lợi ích hại của những quan điểm trên là như thế nào? Con người hay hình ảnh phản chiếu của đa phương tiện. Có một loại hiệu ứng tâm lý cực mạnh gọi là tự kỷ ám thị. Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao những quảng cáo trên TV luôn có những thông điệp kiểu như nhãn hiệu X, chuyên gia số 1 hàng đầu ở Việt Nam, hay là nhãn hiệu X, người bạn mà bạn có thể hoàn toàn an tâm và tin tưởng? Không có một tâm lý bình thường nào lại đi tin vào cái điều ngớ ngẩn ấy cả. Tuy nhiên, bất cứ người nào có tâm lý bình thường cũng sẽ đều bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng tự kỷ ám thị. Nói nôm na, hiệu ứng ấy được khái quát như cái gì lặp lại quá nhiều thì cũng dần trở thành sự thật. Những slogan quảng cáo rất ngắn gọn, ấn tượng, lặp đi lặp lại, xen giữa nhiều chương trình yêu thích của bạn. Và hey, nhìn lại xem, bạn đã tin vào điều đó, ít nhất là trong vô thức rồi đấy. Những cái tít về phương pháp hay cách thức gặt hái được những thành tựu nó cũng như vậy. Nó xuất hiện mỗi ngày trên top của những bài báo lớn, hiện ra vô số trên new feed của Facebook, là tiêu đề của những quyển sách bán chạy nhất. Và chỉ cần một vài recommend nghe ngọt tai, bạn sẽ chỉ đọc và tin tưởng hoàn toàn. Và nhìn lại bản thân mình xem, bạn đã tin tưởng và bao nhiêu những bài báo như vậy bạn đã áp dụng và làm theo thử. Vậy thì sao? Đâu có điều gì xấu trong việc tin tưởng những thứ như vậy. Survivorship bias, hay còn được gọi trong tiếng Việt với cái tên là thiên lệch kẻ sống sót, là một hiệu ứng tâm lý học nói về việc chúng ta đã quá tin tưởng vào những phương pháp mà được cho là những người thành công đã áp dụng, trong khi đó quên rằng những người thất bại cũng áp dụng những cách tương tự. Nghe có vẻ sốc não đấy, nhưng sự thật là như vậy. Chúng ta hãy xem một ví dụ bất kỳ, chẳng hạn như quay lại với phương pháp tập luyện của Ronaldo. Ronaldo là một trong những tượng đài vĩ đại của bóng đá đương đại. Trong đó, suốt nhiều năm liền, cuộc đua song mã giành danh hiệu quả bóng vàng FIFA, danh hiệu được cho là cao quý nhất với một cầu thủ giữa anh và Lionel Messi, đã được nhắc đến như một trong những cuộc đấu tranh căng thẳng nhất lịch sử của bóng đá. Thậm chí, nó còn được sánh ngang với những cuộc chiến tay đôi kinh điển như Nike, Adidas hay Pepsi, Coca-Cola. Trên sân bóng, Ronaldo nổi tiếng với một tốc độ kinh hoàng, những cú sút uy lực, cơ thể mạnh mẽ và lối đá máu lửa. Nhưng anh cũng là một trong những người có body đẹp bậc nhất làng túc cầu. Và điều quan trọng là anh đã đạt được tất cả những điều này sau khi đã nỗ lực tập luyện không mệt mỏi để xóa đi hình ảnh của một cậu bé còm nhom mà Sir Alex Ferguson đã từng đem về sân Old Trafford, một sự thay đổi rất lớn. Thật ra, việc luyện tập cơ bắp là thứ có thể tiệm cận hình mẫu nhất khi có đúng phương pháp. Thế nhưng, sau nhiều năm, vẫn chỉ có một mình Ronaldo, không có thêm bất kỳ ai có cùng đẳng cấp về cơ địa như anh xuất hiện và gặt hái được những thành tựu trong làng bóng đá, trừ Messi. Tuy nhiên, Messi không luyện tập như Ronaldo đâu nhỉ? Vậy thì vấn đề nằm ở đâu? Đã có hẳn một chuyên ngành học tại Canada nghiên cứu về Ronaldo. Ngành học này nghiên cứu về cơ thể con người bẩm sinh của anh, không phải là phương pháp mà anh áp dụng trong tập luyện. Và sau một thời gian, số liệu thống kê của trường đại học đã cho thấy một kết quả đáng kinh ngạc. Bản thân Ronaldo sinh ra đã có một bộ xương vững chắc hơn người bình thường. Điều này cho phép anh thực hiện những pha giảm tốc và ngoặt bóng nhanh hơn. Hơn nữa, bắp chân của Ronaldo có cấu tạo rất dị biệt. Những dây chằng và bó cơ được sắp xếp một cách hoàn hảo, giúp anh tăng lực sút lên cao hơn so với người bình thường. Đồng thời, điều này cũng là một lợi thế hoàn hảo cho việc anh bật nhảy cao hơn hẳn những cầu thủ khác để tạo nên những bàn thắng bằng đầu ngoạn mục. Vậy thì, nếu bạn tập luyện như Ronaldo, bạn định làm gì với bộ xương của mình? Và chắc là bạn sẽ thực hiện những phẫu thuật với bó cơ và dây chằng của mình để sắp xếp lại chúng cho giống Ronaldo chứ? Đó chính là vấn đề. Có những bạn phải thừa nhận rằng là đã được ấn định sẵn cho những cơ thể cá biệt ngay từ khi sinh ra. Nếu bạn muốn hơn người cùng tập luyện phương pháp với bạn, hãy xem lại sự bẩm sinh của mỗi người. Để có thể khi luyện tập chung với phương pháp của Ronaldo, cơ thể bạn sẽ được cải thiện. Còn bản thân giống được Ronaldo, lúc ấy quyền hạn đã nằm ngoài tay của bạn. Điều nguy hiểm hơn là, như đã nói, đây là một ví dụ về sự luyện tập. nơi mà cơ bắp có thể tiệm cận nhau khi được áp dụng đúng phương pháp. Vậy thì đối với những ví dụ khác, đặc biệt là trong tâm lý, điều này sẽ gây hại như thế nào? Đặc biệt là khi xây dựng thế giới quan, những ý niệm lệch lạc như thế này lại rất nguy hại. Survival bias và những cuốn sách self-help. Tôi đã từng rất thích Adam Khoo và bây giờ cũng vậy. Những quyển sách về làm giàu hay những phương pháp học tập của ông đều được viết rất hay và hấp dẫn. Đáng kinh ngạc, bản thân Adam cũng luôn cho chúng ta tin tưởng rằng thứ tài sản quý giá nhất trong con người là não bộ. Và tuyệt hơn, chúng ta có sự khởi đầu không chênh lệch quá lớn và não bộ còn là thứ ta có thể tự tôi luyện và giúp nó trở nên mạnh mẽ hơn. Việc Adam trở thành bestseller số 1 của châu Á đã cho thấy nó thuyết phục người nghe đến như thế nào. Tôi không phủ nhận luận điểm ấy, nhưng cái chính là tôi muốn phân biệt rạch ròi giữa giỏi và xuất chúng. Bạn có thể giỏi ở một mức nào đó, nhưng khi áp dụng hầu hết những phương pháp của người thành công. Nhưng xuất chúng là một đẳng cấp khác, nó thuộc về giới hạn bẩm sinh. Adam Khoo từng có một câu chuyện rất thú vị. Nó đại diện cho thứ mà anh gọi là tư duy triệu phú. Câu chuyện của Richard Branson. Khi hai vợ chồng Richard đi nghỉ mát ở đảo Biff thuộc quần đảo Virgin vào năm 1980, chuyến bay nội địa của ông bay thẳng đến Puerto Rico bị hủy. Nếu bạn là ông ấy, bạn hẳn đã đi tìm một chỗ nào đấy thật êm ái, sau đó cảm thấy bực bội và chửi rủa cả ngày. Còn Branson, ông đã làm gì? Branson đã thuê một chiếc máy bay tư với giá 2.000 đô la Mỹ, sau đó đi vòng quanh sân bay và bán vé với giá 39 đô một người. Lập tức vé của ông hết sạch. Như vậy, Branson không chỉ giải quyết được vấn đề của mình mà còn kiếm được thêm rất nhiều tiền. Và khi trên máy bay có một câu bâng cua rằng hãng hàng không dã chiến này cũng được đấy chứ, thêm một vài dịch vụ nữa là đủ tiêu chuẩn rồi, Branson đã lóe lên một ý tưởng. Và trong suốt những năm còn lại của thế kỷ 20, người ta đã thấy British Airways mất đi vị thế độc tôn trong ngành hàng không của mình. Đứng song song với họ là Virgin Airways, một tập đoàn non trẻ được dẫn dắt bởi vị chủ tịch đầy mạo hiểm Richard Branson. Và chính điều này cũng đã mở ra cho Richard một chương mới trong cuộc đời, nơi dẫn đến cơ nghiệp bạc tỷ của ông. Bạn có nghĩ Richard luyện tập để chờ máy bay hỏng? Đó chính là vấn đề. Có những người đã có tiềm năng kinh tế từ khi còn tấm bé, warrant, bán cổ phiếu và thu lãi 200 đô trên tuần từ năm 13 tuổi. Adam Khoo mở sàn nhảy lưu động, thu nhập cao hơn nhiều so với giáo viên đang đứng dạy Anh trên ghế trường cấp 3. Tony Hsieh, CEO Zappo, công ty được Amazon mua lại với giá 1,2 tỷ USD, mở tạp chí cho học sinh và kinh doanh khuy in hình theo yêu cầu trong thời gian đang đi học. Bạn thấy đấy, đôi khi chúng ta nên nhận ra giới hạn của bản thân. Nó không phải là việc gì đó quá xấu đâu. Nên nhớ về may mắn như là một thứ vật phải trả, nó không miễn phí. Bắt gặp người bạn yêu trong đời cũng là một cái giá. Đọc được quyển sách hay, thay đổi cuộc đời bạn cũng là một cái giá. Mọi thứ đều có giá. Do vậy, việc những người xuất chúng kia may mắn ở một thời điểm nào đó trong cuộc đời, kể cả là sau khi phải chịu vô số những thiệt thòi và bất hạnh khác, khi bắt gặp được một chân lý hay gặp được một người nào đó làm cho họ hiểu ra vài điều và thoát khỏi bế tắc một cách vô tình, hẳn là thứ đó không luyện tập được. Và họ không đề cập đến những chuyện này trong những bài nói chuyện của mình. Có lẽ là do nó vô tình đến độ người ta không cần phải suy nghĩ đến nó. Đó là may mắn, và chính sự may mắn đó đã góp phần đưa họ lên đỉnh cao. Vậy nên đừng hoàn toàn nghĩ rằng bạn có thể thực sự giống hình mẫu khi cố gắng bắt chước giống họ. Tiến bộ, tôi đồng ý, nhưng gặt hái được thành quả như họ không, phần trăm đạt được điều đó là 0%. Thực ra bạn cũng không cần phải xuất sắc như họ. Bạn sinh ra đã là một bản chính, đừng chết như một bản sao. Tận hưởng cuộc sống của mình, cho dù nó không thực sự vĩ đại. Hãy làm nó đẹp, nhẹ nhàng theo cách riêng của nó. Đó mới là giá trị đích thực, thứ không có quyển self-help nào có thể dạy cho bạn. Và đó là những suy nghĩ của tác giả. Bạn đồng ý hay phản đối thì hãy comment ở phía bên dưới để cho bọn mình biết nhá. Nếu thích video này, hãy like, share để ủng hộ bọn mình. Cảm ơn đã lắng nghe. Và nếu bạn thích đọc nhiều bài viết có nội dung như này, hãy lên trang web spiderum.com để tìm đọc. Đây là Spiderum, còn mình là Pink Dot. See ya!